Thưa quý vị, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn chịu nhiều tác động do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc giữ chân người lao động hay thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao phụ thuộc rất nhiều vào năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Và một trong những yếu tố không thể thiếu góp phần tạo nên sức hút của doanh nghiệp, đó chính là văn hóa doanh nghiệp. Công nghiệp công nghệ thông tin được xem là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng thời gian qua. Với sự cạnh tranh khốc liệt, đây cũng là một trong những ngành có tỷ lệ nhân lực nhảy việc cao. Sự năng động sáng tạo trong tiếp cận thị trường cũng như văn hóa doanh nghiệp được xem là yếu tố then chốt để giữ chân và thu hút nhân lực. Nghĩa là một cái môi trường mà có nhiều cái thách thức về mặt công nghệ và có nhiều cái cơ hội để phát triển bản thân, thông qua đó đóng góp cho doanh nghiệp, thì mình nghĩ đó là những cái môi trường mà rất là đang hấp dẫn. Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn chịu nhiều thách thức, biến động khó lường, những giá trị văn hóa giúp doanh nghiệp có nền tảng vững chắc để xác định đúng triết lý kinh doanh, sứ mệnh, tầm nhìn. Đồng thời đây cũng là cơ sở để người lao động chia sẻ, đồng hành với những khó khăn của doanh nghiệp. Cách mà người ta cư xử với sản phẩm, cách cư xử với xã hội, cách cư xử với những đồng nghiệp, cách cư xử với những cái người hưởng thụ cái sản phẩm của mình và chính trong nội tạng của doanh nghiệp của mình phải làm sao làm được tốt nhất để mà đưa cái văn hóa lan tỏa cho mọi người làm cho nó chuẩn. Hiện chính phủ đang kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp triển khai bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam. Đây cũng là bộ chuẩn mực đầu tiên về văn hóa kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các bộ ngành tham gia, được ban hành làm căn cứ cho việc xét công nhận doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam. Qua đó góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, thu hút đầu tư, đồng thời phát huy sức mạnh nội sinh để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.